máy cày ấy bà lết. Đã quay lại với kênh YouTube của Kim Moton. Clip này thì mình sẽ chia sẻ một cái bệnh cũng là hy hữu thôi, cũng ít khi gặp thôi, nhưng anh em mà gặp những cái bệnh như thế này thì cũng không phải lo nhá. Đó, thì ở đây là mình đang có một cái máy cày Ablate. Và bây giờ là mình sẽ để nổ cho anh em coi. Đó, anh em để nghe đấy. Mình đi một vòng cho anh em coi. Đó thì anh em nghe đấy, ở bên này nó sẽ kêu nhỏ hơn đúng không ạ? Và bây giờ anh em sẽ sang bên này. Ở phần bên này kêu khá là to đúng không ạ? Đây là guarantee anh em nhé, tốc độ cầm chừng. Và bây giờ là mình chạy ga lên này. Đó, mình giảm ga thì nó lại kêu rất là to. Và bây giờ là mình chạy ga lên này. Rồi, thì bây giờ là mình đạp nổ cho anh em nhé. Nói chung là đề hay đạp thì nó cũng thế thôi, nó chỉ gọi là nổ máy thôi. Đó, anh em nghe ở bên này nó nhỏ hơn đúng không ạ? Thì khẳng định luôn là cái bộ côn, bộ ly hợp côn con này vẫn đang êm. Anh em nghe xem bên này. Bên này là kêu to hơn. Còn bên này nó cũng kêu nhưng nó sẽ kêu nhỏ hơn đúng không ạ? Rồi để mình tắt chìa khóa đây đã. Đó, nếu như anh em mà gặp những cái trường hợp mà như thế này thì cũng không nên lo lắng lắm. Bởi vì là bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách khắc phục cái xe bị như thế này. Đó, thì nó chỉ có bị ở cái phần cam cò thôi, phần cam là chủ yếu. Thì khi guarantee thì cái phần xích nó sẽ nhảy tương tự như thế này. Và khi chúng ta giảm, chúng ta tăng ga lên ấy, thì cái sợi xích nó sẽ được miết đều, cho nên là nó sẽ không gây cái cạch nữa. Đó thì cái cách khắc phục sẽ là tháo cái phần tăng cam hoặc là kiểm tra phần sợi sên cam. Nếu như có vấn đề thì cần thiết phải thay. Đó, thì những cái bệnh như thế này nó cũng hy hữu gặp thôi. Nhưng nếu như xe của anh em mà bị những cái bệnh như thế này thì anh em cứ bình tĩnh để tránh cái tình trạng là khi mang ra thợ ấy, thì thợ nó vẽ bùa vẽ ngải thì chúng ta bị mất khá là nhiều tiền. Còn đối với cái chiếc xe này ấy, thì mình đã bắt bệnh xong rồi, thì thay một nốt nhạc là xong. Rồi bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách khắc phục nó xem là như thế nào, và cái cách bắt bệnh này nó có hiệu quả, có đúng hay không nhá. Sau khi là mình tháo cái cốp này ra thì mình đã kiểm tra cái phần tăng cam, thì anh em thấy là mình vẫn có test cả cái con ốc này ra mà nó không ra, nó quá chặt. Đó thì anh em thì thấy là cái phần tăng cam này nó đang bị hỏng này. Đó, bình thường là khi những cái xe mà dạng kiểu này này đi lâu năm thì cái phần tăng cam nó sẽ lồi ra thường khoảng 2-3 cm, mà cái này nó thụt vào như thế này thì cái phần lò xo ở đây hiện tại bây giờ là nó đã bị đứt rồi, nó mới lỏng như này, còn bình thường nó rất là chặt. Rồi thì bây giờ là mình sẽ nổ máy lại cho anh em coi và mình sẽ thao tác chỉ cho anh em cái cách thức để kiểm tra nhé. Đó, anh em sẽ cầm cho mình một cái tê như thế này. Ở trong kia nó sẽ có một cái thanh để kỳ cái xích cam, thì chúng ta sẽ giữ ấn đè nó xuống. Rồi bây giờ là nổ máy. Đó, anh em thấy nó êm chưa? Bây giờ mình nhả ra nhé. Đó, mình kỳ xuống này. Đó, anh em thấy nó êm chưa? Đó, chỉ cần thay cái phần tăng cam như thế là xong, xe lại ngon lành, không đáng bao nhiêu tiền cả. Còn nếu như mà để thợ mà vẽ bùa vẽ ngải vào thì khá là hết nhiều tiền. Rồi tôi ga to lên tí. Đó, rồi ok. Và bây giờ là chúng ta ga lên thì nó sẽ có tiếng phù phù, là do gió ở trong cái phần máy này nó sẽ thổi qua, bởi vì là nó không có cái phần nắp đậy cam nữa. Đó, bây giờ là mình sẽ thả ra nhé. Đó, anh em thấy là nó kêu cũng để trên cân trong rồi. Đó, bây giờ mình kêu xuống. Đó, đây là cái cách khắc phục.
Mình xin phép mình chia sẻ luôn đối với anh em nào mới học nghề cũng như là những anh em mà đang sử dụng những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta và bị những cái tình trạng như thế này, thì anh em hãy để ý cho mình là cái phần côn của chúng ta nó sẽ êm đó, và khi chúng ta sang cái phần bên bô bên này thì chúng ta nghe ở cái phần kết nước này nó cứ kêu sành sạch như lúc đầu video đó, hoặc là chúng ta đứng ở cái phần đằng trước này chúng ta nghe nó cứ kêu sành sạch to như thế, thì khẳng định luôn là nó sẽ phần đầu bò nó sẽ có liên quan đến phần xích cam đó. Khi chúng ta để ga đan ti thì nó sẽ kêu sành sạch, và khi chúng ta ga lên nó sẽ êm hơn, thì chúng ta khẳng định luôn nó là bị ở cam anh em nhé. Khi bị ở cam thì cái việc đầu tiên để kiểm tra dễ nhất thì chúng ta sẽ tháo cái phần tăng cam như cái ở kia mình chỉ đó, là tháo ra để chúng ta có thể kiểm tra. Chúng ta sẽ lấy một cái tê chúng ta cắm xuống như này, nó êm thì chúng ta chỉ cần thay cái phần tăng cam kia là xong. Còn nếu như chúng ta ấn xuống rồi mà nó vẫn cứ kêu thì đó nó mới là cái những cái bệnh khác ở trong máy này đó. Thì cái video này chủ yếu mình muốn chia sẻ cho anh em cái cách thức bắt bệnh tại nhà đơn giản. Nếu như cái xe của các bạn mà bị như thế này thì chúng ta chỉ cần là tháo cái phần tăng cam kia ra và đi mua một cái phần tăng cam tương tự như thế về lắp vào là xong đó. Còn nếu như mà không biết ấy, ra thợ vẽ ra, nó bổ ra, nó tháo tù lum tù loe ra, nó thay đủ các thứ trên đời, có khi mất vài triệu oan. Rồi, hy vọng video này hữu ích. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu như anh em thấy hay có thể like, share, subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.